Dạ chào bà con đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn ủng hộ cùng kênh của em nha. Dạ xem kênh bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Có ghe đẹp cho cô chú anh chị, 3 tấn cực kỳ luôn, máy dàn mã 3 thị mà bà con. Rồi, hôm nay em cập nhật cho cô chú anh chị mình một cái ghe 3 tấn chạy dàn mã 3 có tốc độ nha cô chú anh chị. Và tình trạng con này là sâu núi liền một tấm từ đầu đến đuôi, không cần giá bất cứ một vị trí nào hết, chạy rất là giọt luôn. Lấy qua lăng mê nhôm. Kích thước thì em đọc cho cô chú anh chị mình là bé này 1m4 dài 10m cứng. Con này nó 3 tấn cứng nha cô chú anh chị. Ghe hiện tại đang nằm ở ấp Phú Mỹ 2, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long, là cặp sát vách của bãi máy mình cô chú anh chị. Vậy đây, bãi máy mình đây. Còn đây là bé ghe em gửi cho cô chú anh chị mình. Rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn. Ghe thì chủ ghe vừa mới lắp dầu chai vô sẵn rồi. Cô chú anh chị mình mua về mình đi bè nè, chở cám ra vô làm ghe te, ghe thả sẹp, hoặc là cho thuê ghe câu thì bé này rất là lịch sự như cô chú anh chị. Và an toàn nữa, rất đẹp, cây cối cực kỳ đỉnh. Tình trạng thì con này không trét chai bà con. Như cô chú anh chị mình thấy thì có một cái sắc V á, chủ ghe cặp từ mũi ghe ra tới sau cuối ghe luôn. Con này thì hiện tại bây giờ chủ ghe kêu có 2 mấy triệu rồi bà con. Tí xíu nữa test nổ trực tiếp cho bà con mình coi về cái phần máy dăng ma 3 trên bé ghe này. Có bựng nước nha. Con này chạy máy 3 lái qua lăng có bựng nước luôn. Ghe đã lắm, phê mắt lắm cô chú anh chị. Dán nổi cực kỳ đẹp, liền một tấm. Rồi bây giờ em vô bên trong cái rồi em mời cô chú anh chị mình vào chi tiết giữa ghe. Mời bà con. Và chi tiết bên trong là cô chú anh chị, be thì hai bên như một, rất là đẹp. Và ghe nổi cao nước nha. Miếng nhôm thì còn cách mặt nước tầm khoảng 5 phân cô chú anh chị. Bưng nước nổi cao. Con này bưng nước đặt cỡ này chạy bao giọt luôn. Cái be đẹp lắm nha, liền trơn luôn nha cô chú anh chị. 3 tấn, 1m4, 10m. Đầu cao đít cất luôn, vụ đầy đủ cho cô chú anh chị. Rồi, bây giờ em mời cô chú anh chị mình vô chi tiết bên trong và nổ máy thử. Có thùng máy luôn. Rồi, tiếp theo là tình trạng phía bên trên cho cô chú anh chị. Con này thì dán sạp có đủ nha cô chú anh chị. Ở đây thì anh chủ á, anh mới vừa lắp giò, anh để cho cây có nó rút hơn nữa cho nên là anh chưa có lót lại cho cô chú anh chị mình. Dán hầm ngay vị trí bước xuống có nè. Dán sạp ở dưới đây có luôn. Để dở ra sẵn vậy để em quay luôn cho cô chú anh chị mình coi về phần chi tiết. Rồi, bây giờ mình vô trước 2 dây mũi nha. Tâm bản mình coi 2 dây mũi thôi cô chú anh chị. Toàn bộ nó đỉnh lắm. Nếu 2 dây mũi mà ok, tất cả mọi thứ là siêu đẹp. Dây mũi đẹp nè. Ghe không trách chai nha, công đà 50 vuông gốc nha cô chú anh chị. Còn bóng giỡn luôn. Phê mắt lắm. 5 mũi nè. Kế cái dây mũi cái nữa nè. Cây cối đó ao luôn trời. 29 triệu là luôn cả máy nha cô chú anh chị. Mua vỏ bán vỏ luôn hả anh? Mua vỏ bán vỏ luôn hả? Nè. Ừ. Đã ghê ta. Chuông gốc luôn, dở chứ anh, máy đẹp mà. Rồi bây giờ đi trước một bên, rồi sau đó mình đi mấy bên kia nha. Ghe đẹp lắm, nhìn sướng mắt luôn cô chú anh chị. Một miếng be là 2,5 tấc tới 3 tấc một tấm. Dán sạp nè cô chú anh chị, sạp giữa nè, be nè. Máy này đâu xong bét gì đâu, cặp quốc thôi. Máy này đâu cần xong bét. Be lường nè cô chú anh chị, khô rang luôn. Dạ. Dạ dạ dạ. Đã chứ ta. Con be đẹp lắm nha, máy cực kỳ sáng hình luôn. Rồi cái máy sạch lắm. Dạ anh ma ba. Dạ. Vậy anh xuống cái, anh xuống anh phụ em cái. Bưng cái thùng máy dục xong luôn. Máy người ta đẹp. Tự nhiên thổi ngay có gió nó muốn chạy chạy. Nữa. Tới nữa rồi. Lại thiệt chứ. Dạ trước luôn. Trời ơi đem cái bình hết điện ra nổ ông nội ơi. Nổ á. Ép luôn nha cô chú anh chị. Ép chạy luôn. Chơi gì chơi, em cái bình hết điện xuống nổ. Ủa cái bơm nước kia còn hả? Còn số luôn vậy á.
ok. Đâu để anh Tây thử anh. Giang Mapa 3T84 3QM của chú anh chị. Ba máy, cái dòng này không có xong bếp nha. Cặp là mình nổ thôi nha cô chú anh chị. Giang Ma thì nó vậy nè, rất là êm. Lóc cốc rồi. Bơm nước pin còn. Cái này chắc không có xài rồi, không có xài của chú anh chị, dùng mình nước ngọt mà không có xài đó nha. Máy đẹp lắm. Xanh cảo luôn. Máy đề nha bà con. Đem cái bình hư xuống đề được. Vô số anh. Nhắm ra. Đó, yeah. Ok. Thôi tắt anh ơi. Vậy còn gì để nói nữa. Dữ rồi. Nhạc luôn. Ok. Em ba ba của em nha. Rồi, tắt luôn. Tắt dở cho em kia tiếp đi. Không tắt. Trời ơi, tắt máy nằm đâu. À đây đây. Dở cho em kia tiếp đi. Đề bằng tắp lô luôn nha cô chú anh chị. Có chìa khóa nè, có bao sạc luôn. Tiếp 60. Lắp 30, kia tiếp chọt từ đầu tới đuôi. Chọt từ đầu tới cuối họng luôn. Trời ơi, dài ra tới đây luôn mà cơ. Thôi sao chạy không giọt. Rồi ra sau đuôi nha. Ủa lái bót hả? Lái bót của chú anh chị 29 triệu. Còn cuối cùng nè. Sau lái ghê đẹp lắm rồi con ơi. 29 triệu luôn cả máy 3D. Có bựng nước luôn cho bà con. Rồi bà con mình thấy vừa mắt giờ liên hệ hoặc đến trực tiếp ấp Phú Mỹ 2 Đồng Phú Long Hồ Vĩnh Long coi ghe trực tiếp thương lượng thương lượng giá trực tiếp với chủ nha. Rồi hẹn gặp lại bà con vào những video tiếp theo. Xem kênh bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất luôn. 29 triệu được cái máy 3 lái qua lăng chạy có tốc độ nha. Dán sạp thì có sẵn hết cho bà con rồi đó. Về xuống mình đi thôi. Rồi bye bye. Lên này nè cô chú anh chị. Lên tốc độ nè bà con. Trời ơi. Khác gì cái cano đâu cô chú anh chị. Hơn cái cano luôn. Ông nội ơi. Trời ơi. Khủng khiếp vậy. Trời ơi. Quay lại cái nơi đó bà con. Tốc độ khiếp hồn luôn trời.